Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ thử thách 365 ngày là Titan Project Man bị nghiền rủa. Cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện. Đây rồi, cuối cùng cũng tới chiến trường. Một đống lũ đầu người mấy chiếu đã vừa mới chết. Được rồi, bắt đầu công việc câu linh hồn bọn chúng xuống địa ngục thôi. Nào, mau theo ta về nơi mà các ngươi cần phải đến. Ở trần gian này không cho các ngươi tồn tại nữa rồi. Đi thôi nào. Không, không, tôi chưa muốn chết đâu. Làm ơn, làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng để tôi báo thù, cứu lấy vợ con của tôi. Cái gì? Vẫn còn kẻ hấp hối chưa chịu chết à? Mau, nhắm mắt xuôi tay đi. Thời gian này không còn gì để ngươi luyến tiếc nữa. Theo ta xuống dưới địa phủ, rồi sau đó đầu thai làm lại kiếp mới. Không được, chúng tôi không muốn chết oan ức như thế này đâu. Kẻ thù của chúng tôi vẫn còn đang nhẫn nhơ. Thậm chí bọn chúng còn tràn vào lãnh thổ của chúng tôi, dê sờm những Project Man cái khác nữa. Hả? Đó là việc của ngươi. Còn việc của ta là cầu những linh hồn đã chết. Nào, mau nhắm mắt đi, để ta rút linh hồn của ngươi khỏi cơ thể. Không, không, tôi cầu xin ông đó, hãy cho tôi một cơ hội để báo thù. Đổi lại, tôi sẽ giới thiệu bà hàng xóm mập địch, hôi nách cho ông lấy làm vợ. What the hell? Cái gì? Ngươi tưởng ta ngu à? Vậy thì nếu ông cho tôi một cơ hội sống sót báo thù, tôi sẵn sàng làm nô lệ cho ông, bán cả linh hồn này cho ông. Hả? Thật à? Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội báo thù. Nhưng hiện tại cơ thể ngươi đã nát bấy rồi. Ta không phải là thiên thần, không thể nào hồi sinh lại ngươi. Ta chỉ có một khả năng, đó chính là gieo một lời nguyền lên người của ngươi, để ngươi nhận lấy một phần sức mạnh của ta. Rồi hãy nhanh chóng đi báo thù. Ta chỉ cho ngươi 1 năm để sống sót. Hết 1 năm, lời nguyền của ta sẽ mất tác dụng. Ngươi sẽ chết ngay tại chỗ. Lúc đó linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta mãi mãi. Được, được, tôi đồng ý. Tốt, vậy thì ta sẽ ra tay đây. Bơ la, bác mê hồn. Tôi đứng dậy được rồi. Nhưng sao người tôi kỳ thế này? Đó là sức mạnh của quỷ dữ, giúp người của ngươi có thể đứng dậy di chuyển và báo thù được. Hãy mau nhanh chóng làm những việc ngươi muốn làm đi. Ngươi chỉ có thời hạn 1 năm thôi đó. Đây, nhưng lũ kẻ thù của chúng tôi, bọn chúng mạnh lắm. Nếu ngươi gặp tình huống khó khăn, hãy cầu xin và gọi tên ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tôi biết rồi. Lũ chết tiệt, đến lúc ta sẽ cho các ngươi nhận lấy hậu quả những gì mà các ngươi đã gây ra cho loài Project Man bọn ta. Thế là ngày đầu tiên tôi trở thành một Project Man bị nguyền rủa cũng diễn ra như thế. Sau đó tôi cũng cấp tốc chạy ngày chạy đêm về lại lãnh địa của mình để tìm kiếm những tên kẻ thù đang làm loạn. Nhanh lên, mau ăn sạch nguồn thức ăn của lũ Project Man đi. ngon quá. Chết tiệt, cuối cùng cũng nhìn thấy bọn chúng rồi. Mau dừng lại, các ngươi không được đụng tới nguồn thức ăn quý báu của bọn ta. Chết tiệt, cái quái quỷ gì đây? Là một tên Project Man còn sống mà. Rõ ràng chúng ta đã giết chết bọn chúng rồi mà. Không sai, chúng mày đã giết chết bọn tao. Nhưng mà ta đã cầu xin một quý câu hồn, ông ấy đã hồi sinh tao lại, biến tao thành một Project Man bị nguyền rủa. Hôm nay tao sẽ liều mạng báo thù giết sạch chúng mày. Mẹ kiếp, không ổn rồi. Mau cắn nó đi, biến nó thành zombie giống chúng ta luôn. Lũ ngu ngốc, cơ thể ta đang bị nguyền rủa, dịch zombie của các ngươi vô tác dụng mà thôi. Thế là ngày thứ hai, tôi cũng đã tìm và gặp được kẻ thù của mình, chính là lũ TV Man Zombie.
tôi đã ra tay giết sạch bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn còn những tên chúa tể đang lộng hành ở trong trung tâm. Được rồi, trước khi đi tìm những tên chúa tể, tôi phải xé xác những tên TV Man Zombie này để không cho bọn chúng có cơ hội sống lại. Ăn sạch lũ TV Zombie, người của tôi hấp thu toàn bộ năng lượng của bọn chúng và tổng hợp protein, khiến cơ thể tôi to lớn bất thường. Nhưng hình dạng của tôi vẫn trở nên ghê tởm, vẫn xấu xí, của một Project Man bị nguyền rủa. Mẹ kiếp, cái lũ Project Man vô mệnh này không chịu phục vụ cho anh em chúng ta. Bọn chúng ta chết chứ không muốn làm nô lệ cho chúng ta. Khổ kiếp thật. Cậu chủ à, tôi có ý kiến này. Hay là chúng ta truyền dịch zombie vào trong cơ thể của bọn chúng, biến bọn chúng thành những Project Man vô mệnh zombie, thì tự động bọn chúng sẽ thuộc về chúng ta. Lũ khổ kiếp, các người không được làm như thế. Các người không được xúc phạm cơ thể của họ. Hả? Mẹ kiếp, ta ngửi được mùi của kẻ lạ mặt tới đây. Cái gì thế kia? Là một tên Project Man to lớn à? Không thể nào, không thể nào. Chúng ta đã giết sạch lũ Project Man rồi mà. Khoan, nhưng sao tên Project Man này tướng đầy hắn quái gì vậy? Không lẽ hắn cũng đã biến thành zombie giống chúng ta? Lũ ngu dốt, để ta nói cho các ngươi biết, đây không phải là trạng thái zombie giống các ngươi, mà đây là trạng thái bị nguyền rủa. Ta đã cầu xin vị thần cấu hồn, ông ấy cho ta một cơ hội để tìm các ngươi báo thù. Đến lúc ta sẽ bắt các ngươi trả lại tất cả những gì các ngươi lấy của chúng ta. Cái gì? Một Project Man bị nguyền rủa à? Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại đội quân zombie TV Man của chúng ta hay sao? Được rồi, tiến lên, xé xác hắn đi. Chết tiệt, ai tin Titan TV Man Zombie đó? Mạnh quá. Mày cố lên. Mình không còn nhiều thời gian để báo thù đâu. Mình phải giết sạch bọn chúng trước khi quay trở lại địa ngục. Không ổn rồi, không ổn thật sự rồi. Đúng là một tên ngu ngốc. Hắn định lấy trước chọi với đá kìa. Hãy cho hắn biết thế nào là sức mạnh của Titan Zombie Man chúng ta đi. Không. Đúng rồi. Quỷ cầu hồn, hãy giúp tôi. Hãy ban cho tôi sức mạnh nguyền rủa hơn đi. Tôi muốn bảo thù giết sạch bọn chúng. Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì thế kia? Sao đột nhiên nó trở nên mạnh hơn vậy? Trận chiến thứ hai của tôi và lũ Titan TV Man Zombie này cũng đã diễn ra rất nhiều ngày. Ban đầu bọn chúng có sức mạnh khổng lồ, trấn áp tôi liên tục. Nhưng cũng may, tôi nhớ lại lời đề nghị của quỷ cầu hồn, cầu cứu và gọi tên ông ta. Ông ta đã ban cho tôi một nguồn sức mạnh nguyền rủa vô tận. Cuối cùng trận chiến kết thúc, tôi đã xé tan thịt của bọn chúng. Lượng thịt từ lũ Titan TV Zombie vô cùng lớn, và năng lượng của bọn chúng rất cao cấp, đã giúp cơ thể tôi phát triển một cách vượt bậc và biến thành một Titan Project Man nguyền rủa. Này, cậu là ai? Nhưng Project vua mình, cái cô còn sống hay sao? Hay quá, là tôi đây. Tôi từ một Project Man, bây giờ đã trở thành một Titan Project Man bị nguyền rủa rồi. Mau lên, hãy đi cứu chúa tể Project Man của chúng ta. Ngài ấy đang bị tình chúa tể Ultimate Titan TV Zombie giết hại ở phía trước. Đi. Cái gì? Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Tên khốn, ngươi không chịu quy phục dưới chân của loài TV Zombie bọn ta, vậy thì ta sẽ biến ngươi thành một Project Man Zombie luôn, để loài của ngươi mãi mãi phục tùng loài của bọn ta. Dừng lại, tên chết tiệt, ngươi đừng hòng đụng tới chúa tể của bọn ta. Hả? Cái quái quỷ gì thế này? Lại thêm một Titan Project Man nữa à?
Mẹ kiếp, nhìn ngươi kìa, không lẽ ngươi đã bị nhiễm dịch zombie? Ta không bị nhiễm dịch zombie, mà đây là trạng thái bị nguyên rủa của ta. Đúng rồi, ta không còn nhiều thời gian, ta phải lấy cái mạng của ngươi trước khi ta xuống địa ngục. Cái gì? Cái lũ chết tiệt này, bọn mày đủ chống đối với loại zombie zombie bọn tao. Vậy thì tao sẽ xé xác luôn lũ đồ chết men chúng mày, biến nơi này thành bình địa. Người nghĩ sức mạnh zombie của ngươi có thể đánh bại được sức mạnh nguyên rủa của ta hay sao? Ngươi đang đối đầu với một con ác quỷ đó. Chết đi. Không. Giờ thì ngươi hãy xuống địa ngục trước đi. Chúa tể, tôi sắp hết thời gian rồi, hãy ở lại chăm sóc cho mọi người, bảo vệ loài của chúng ta. Tôi đi đây.